tôi cho thì sẽ không bao giờ phải khác nữa, và từ nơi người ấy sẽ bón lên một dòng nước đem lại sự sống đời đời. Kính thưa cộng đoàn cùng cô, như tôi nói đầu lẽ, chủ đề của lời Chúa hôm nay là nước hạt sống. Vậy nước hạt sống bên đây là cái gì? Chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Bây giờ thứ nhất, xin hỏi các con có mặt các bạn ra đây, Tú Nhi đất ngoan đạo nghĩa, Tú Nhi đất ngoan ngồi ngăn nắp đâu vào đây. Trước thanh lễ cô đọc năm chục kinh, đã thấy một số bạn ở đây cũng đọc năm chục kinh với tất cả nhà thờ phía nước, đó là điều rất tuyệt vời. Thế chào hỏi các con, nước có quan trọng không? Nước quan trọng rồi, đúng lắm. Có thể ai đi uống được bao nhiêu ngày không uống nước ấy? Bao nhiêu ngày? Tối đa là 7 ngày là uống nước. Không có nước thì chết là có thể nhịn ăn được 40 ngày. Nhưng mà nhịn uống nó không nhịn được đến 7 ngày đâu. Hết nước thì chết luôn. Ai nước quan trọng lắm. Nên tuần vừa rồi Đức ta Vinh Sơn Bản là giám mục Hải Phòng giảng phòng cho các cha có kể câu chuyện thế này. Một gia đình kia cùng với một nhóm người đi lên vùng kinh tế mới. Thế thì đi kinh tế mới ở nhà là có bao nhiêu vàng bạc là thu gom vào hết cho có mơ đấy, có mơ vàng thì đấy biểu hay, nhưng mà phải đem với ít nước thôi. Xe lên đi lên vùng kinh tế mới nó xa lắm, dọc đường hết nước. Hết nước thì có mấy gia đình bên cạnh nó mang nước đi, xin nó nước nó bỏ, nó phải dành cho gia đình nó chứ làm sao nó cho được. Cuối cùng khát quá, năn nỉ nhà kia, bây giờ xin đổi vào lấy nước. Các con không biết bạn quý thế nào đâu, các bà thì biết, các ông thì không biết, mấy chị mà đeo vàng bạc đen lên thì biết này, là một cây vàng lấy một cốc nước. Một cây vàng lấy một cốc nước. Còn biết một cây vàng mà chẳng biết giá bây giờ là bao nhiêu, nhưng một cây vàng nó 450 triệu thì đấy, bây giờ 450 triệu thì đấy, lấy một cốc nước thôi nhá, để cho nó khỏi khát. Nước lúc đó giá trị cực kỳ. Nên chúng ta mới biết được, hiểu được cái bài đọc một trong năm. Tại sao dân dò thái họ là chống đối ông Môi-se, họ suy nghĩ ông Môi-se, đâu biết tại sao, đâu biết tại sao nào, tại sao bài đọc một hôm nay đấy nói cái việc dân đông thái đi ở trong sa mạc họ bị cản đường. Sa mạc cũng không biết đâu, sa mạc còn tắt à, đi trong sa mạc còn tắt nhất là nước. Vậy mà họ đi trong sa mạc không có nước, không có nước khác quá là nổi dậy chống ông Môi-se. Họ bảo là ông cho chúng tôi vào trong băng điện này để chúng tôi chết khát ở đây ạ. Ở bên Ai Cập tôi muốn thoải mái, vậy mà ở đây chúng tôi chết khát. Họ nổi lên một tình nhà đá Môi-se. Nhiều Môi-se không hiền lắm, nhưng mình nhiều Môi-se thì cũng dơ gậy lên đi là dân chết phải núp luôn thì chắc không. Nhưng ông không, ông cầu xin Chúa là Chúa, sao cho để dân chết khát ở đây thế này? Chúa bảo nào, hãy dơ gậy lên và đâu có đâu nhỉ? Là thằng nhà, ấy, thằng lá ở Venezuela, ông dơ gậy đập lên, thế là nước chảy trào là dân uống không xuống đâu. Ấy, thế là câu chuyện đó. Nhưng hôm nay cũng có một người khác nữa, nên được khác nữa. Đầu tiên người đó là ai? Ông đến cái chỗ người đó đến một cái giếng gọi là giếng ông Jacob ở tại xứ Samaria. Đố biết người đó là khát nước á, ai nhỉ? Chúa Giêsu này, Chúa Giêsu đi lên Jerusalem thì đi qua cái xứ Samaria. Nhưng mà để hiểu cái này ấy, xin quý cộng đoàn kiên nhẫn một chút. Giữa dân Do Thái và dân Samari nó như là mặt trăng mặt trời, nó kinh giống nhau lắm. Cho yếu tố lịch sử, khi dân Do Thái bị bắt lưu đày thì còn một số người nữa
số người mà những người mà vớ vẩn, những người mà khô khan, những người mà kém thông minh thì nó để lại. Còn vua Babylon nó bắt đi những người Babylon, còn những người nào khôn ngoan sáng kiến đẹp đẽ đàn ông đàn bà nó bắt đi hết. Còn ở lại là một số những người mà kém để lại. Sau đó những người ở xung quanh đến sau cũng khó, thế là dân những người còn ở lại khô khan ít. Thế là gặp những người ở ngoài bang nó đến, nó không có đạo, thế là sống ở Samari như dân vô đạo vậy. Cũng thờ Chúa, nhưng thờ ở hết cái đền mà đền thờ con bò vàng đó. Thế nên dân Do Thái cho dân Samari là dân ngoại đạo, là kẻ thù. Còn dân Samari thì cạnh không chơi với dân Israel. Nói này nó hơi quá, nhưng mà mình với lại em văn năm ngày xưa nó cũng như vậy. Em nói bây giờ thì không phải rồi, bây giờ thì làm hết yêu thương rồi, chứ ngày xưa mình cái văn năm là cũng chẳng có biết thế chẳng không đâu. Thế nó có một cái sự chống như vậy. Thế mà Chúa Giêsu Christ đến bởi tiền gặp một cái chị phụ nữ mà chị ra giữa đường, chị đi ra lấy nước giữa đường, cái tiếng đồ lạ này bình thường người ta buổi sáng ra lấy nước, nhưng mà chị này không dám ra buổi sáng, không dám ra buổi chiều đông người, bởi vì chị chỉ có một cái quá khứ nó không hay. Thế thì chú đặt nước thì chị này, chú nói này chị, cho tôi uống nước ạ. Chị này vớ lên ông nó vớ vẩn, ông người Do Thái, ông người văn lăng mà xin nước cho người thống nhất. Ông nó càng gần thấy nhiều, càng gần thấy nhiều. Ông là người Do Thái mà xin nước tôi là người Samari. Ông điên, ông khùng, ông gì? Chúng tôi ở ngoài chế, nhưng mà thì nước này tôi xin chị, nếu chị biết á thì người xin nước chị là người nào á thì người đó sẽ ban cho chị cái nước mà nước chống được uống của không khác, uống nước này còn bị khát, nhìn nước tôi cho không khác. Chị bảo là ông nó vô lý, nó vừa vừa thì chị nữa, ông nó quá nó vừa vừa nhưng đâu ông có vừa nước, vậy thì ông đặt tiền xin đây được nước rồi. Chứ tôi bảo này chị người gọi tôi chị ra đây. Tôi không có chồng, nhưng thực ra chị cũng mấy chồng sáu mất của tôi chỉ có một người đấy. Chúng nói chị nói chị không có chồng là đúng, bởi vì tháng năm đâu chị đều bỏ hết, và cái người đang sống với chị không phải là chồng chị, nghĩa là chị này có mặt sáu đời chồng mà không cả. Chưa bảo hay sao chị đi theo cái đam mê đấy nó mất thỏa mãn đâu, chị theo những cái tội của nó không thỏa mãn đâu. Cái nước mà ban cho lấy như thế này, cái nước trên mặt sống đời đời chị mới lấy một người biết, một chồng biết rồi tôi hành thế này. Thế là chị mình gọi mọi người trong thành Samari ra cho tôi gọi tin nhận Chúa. Thì ở đây chúng ta muốn nói không, mà chúng nói đây chính là nước thánh thần giúp cho con người chúng ta sáng hơn, giúp cho cái chị này sáng hơn, giúp cho đôi bên hòa giải với nhau. Chúa Giêsu Kitô là lớn ban thánh thần nên ngày đến lên giải giữa người Do Thái và người Samari ngày thiêng tôn đến đối thoại với chúng ta, và đã có cơ hội để trở nên một người loan báo tin mừng, không dám giải lầm nữa và xin đi vào áp dụng. Thưa, trong tuần này chúng ta cũng có cơ hội để đón nhận Đức Chúa Trời bằng cách sám hối. Chị này chị sám hối, chị nhận ra tội và chị tuyên xưng Chúa Giêsu là Chúa, chị sám hối để nơi chị ấy có một sự bình an tích cực. Ngày xưa sáu đời chồng không thỏa mãn và không có được bình an, tôi nó có thể làm trong tâm mất bình an. Giờ đây chị được tha tội.
rồi, nên chỉ có sự bình an và chỉ đi loan báo tin mừng. Sự hòa giải rất quan trọng, tình yêu thương rất quan trọng, sự đối thoại khiêm tốn rất quan trọng. Nên cuộc sống của chúng ta trong những ngày này, phần đại phúc là phần chúng ta có thể làm hòa với Chúa và làm hòa với nhau để hiệp thông với Chúa và hiệp thông với nhau. Như khẩu hiệu chúng ta nói ở đây, đây hiệp thông tham gia sứ vụ, hiệp thông đó là chúng ta hiệp thông với Chúa khi tâm một trong thành, rồi hiệp thông với nhau rồi tham gia mỗi người một công việc, người đọc kinh, người chiên kiệu, rồi người đánh trống, người thổi kèn, đó là những sứ vụ báo tin mừng của chúng ta. Nhưng quan trọng nhất đó là lấy tình yêu thương và cái sự đoàn kết nhau trong đồng sứ quan trọng, trong gia đình cũng quan trọng. Sau có cơ hội lên thương với cùng bằng anh chị em, cơ hội người ta kể có cái chị này hai vợ chồng giận nhau, con thấy bố mẹ con giận nhau bây giờ không có cảm nghĩa là người giận nhau luôn, người giận nhau lần thì ông bà có giận nhau không, nhưng mà thứ kia có hai bà giận nhau, hai chị giận nhau bằng cái tuổi này, bằng cái mấy cái bà mấy cái chị của kia này, này giận nhau, giận nhau một tuần không ai nói nghe, cô mình đi ra đầu đi làm như là cái quái nào quên liền, chưa gặp quên liền không, có biết cái liền không, à gặp liền đấy, quên liền thế chạy về nhà cái gì, chừng quanh mắt không thấy đâu, ông chồng ở đây đang giận nên không hỏi, không dám hỏi, nhưng mà tìm mãi không thấy, cùng với họ quay cái liền của mình nó ở đâu ấy nhỉ, thế ông chồng mới lên tâm hồn đấy, bà này cứ nghĩ gì quay cái liền của mình nó ở đâu thì ông bảo đây làm đâu, đây là những lỗi Việt Nam. Thế là chị kia buồn cười quá, hai vợ chồng buồn cười với nhau. Đó là làm hòa. Đơn giản qua cuộc sống nhiều lúc nó như thế, nhưng có cơ hội hôm nay chị phụ nữ đã có cơ hội để làm hòa với Chúa, mà cũng từ chị đó mà nối kết được cho Chúa Giêsu Kitô làm hòa giữa dân Cộng Thái và dân Samaria. Chúng ta cũng vậy, sẽ cố gắng làm hòa với nhau trong một trái thánh này để chúng ta cùng hiệp thông, cùng tham gia sứ vụ đẹp tin mừng. Thì từ nơi chúng ta mạnh nhất để ra đó chính là Chúa Thánh Thần ở trong chúng ta. Khi chúng ta được ơn ra rồi, Chúa Thần ngự trị trong chúng ta. Và bài đọc hai hôm nay cho biết thần khí thì ở trong chúng ta và nơi chúng ta, nơi thần khí đó sẽ làm cho cuộc sống vui hơn, hạnh phúc hơn và sẽ làm cho giáo nghĩa chúng ta mỗi ngày một thăng tiến, một đẹp đẽ hơn, không chỉ ở truyền thống, ở những bài kèn, ở những bài trống, ở những bài hát hay là những câu kinh, nhưng là bằng cuộc sống đẹp của mỗi người chúng ta. Xin Chúa ban ơn nâng đỡ chúng ta, đặc biệt trong cơ hội một tuần chầu được giáo nghĩa, để tuần chầu này thực sự là tuần đại phúc của cộng đoàn chúng ta. Xin mời cộng đoàn đứng lên xin kính chào.